Tôi xin chào bà con cô bác trên YouTube. Cái bàn thờ của 110 Sinh Ngọc đây, hôm qua quay lên cả 110 Sinh Ngọc đó, thì em sẽ bán cái bộ áo với cái giá là 600.000 này, giá rẻ cho bà con, nhưng mà không có bao ship nha bà con cô bác, trả tiền ship giùm tụi em. Thì trước tiên em sẽ quay hết cái nào bể, để nói chung cái nào em giá được em giá bằng cái máy hàng công nghệ bây giờ, không phải nhớ cái hàng chì, chứ không phải là hàng gò lại. Em gọi xương xương cho bà con về xài khỏi tốn tiền. Giờ tiền ship là bà con trả tụi em không có bao nha. Không có bao à, bán có 600 ngàn thôi, bao nữa là không có tiền mua gạo luôn á. Rồi cái này là cái bàn thờ, rồi camera quay đây gần đây. Bây giờ cái nào có bể là sẽ báo. À, đây quay cho. Cái nào có bể sẽ báo. Nè. Ví dụ là chỗ này nó bị đây xíu. Thấy không? Em sẽ đẩy lên và hàng lại. Hàng bằng cái máy công nghệ luôn. Cái này chút xíu chưa lên nè, một cái chỗ này. Bàn thờ bỡ cổ. Anh em mua thì chốt liền, à, bỡ cổ bể ở đây nè, chút xíu hàng lại sơ sơ, mắc cái thịt rồi. Bỡ cổ. Mặt nạ xanh ngọc trải chị trơn. Áo ghim nha, áo 2x2, 2x3 ghim nó đợi cái mặt nạ không bể luôn nè. Nè còn nguyên. Này cốp. Cốp này quá đẹp, cái mình sườn sao đẹp lắm. Cốp 2x2 nguyên ghim, cốp này không bể nè, cốp cho mình đặc quy. Hai phần ốp sườn nè. Rồi cái miếng ốp sườn nè, nội mua cái hàng ốp sườn với cốp bình ắc quy là đủ tiền rồi đó, đủ 600 ngàn đó. Mà hai thằng đây đẹp vậy nè. Đuôi này có gãy nè, đuôi này có gãy chút xíu hàng đuôi lại. Hàng cái éo lắm, cái xèo lại nó dính vô đó là xài tiếp thôi. Ba cái này có 600 ngàn nè. Mấy móc này còn nè, móc này mắc leo thịt rồi. Mấy cái thịt mắc thịt em làm không được, còn cái nào còn thịt em làm sơ sơ được. Nè cũng như cái này người ta hàng cái gì nè, người ta hàng các loại xấu. Thì mình sẽ hàng bên trong á, mình cọc bên trong á, hàng nó đẹp hơn. Áo này còn khá là êm, màu xanh sơn ghim tem ghim. 600 à. Rồi cái đuôi gồ còn luôn đó nè, còn hai quay nè. Mối về, trời ơi mối về này bởi tan nát cho nên mối về này hôm bữa nó khập khền nè. Cái này chút nữa giá cho nó đẹp chút xíu, cho nó đừng khập khền. Gắn Trung Quốc cũng xứng đáng đồng tiền, bị có 600. Bà con nào lại đây tới đây lấy á, thì em cho mới ăn gian nè, sau đó đỡ tốn tiền. Hai ba dai bởi hai cái lỗ này à. Bây giờ gắn đỡ chim đông đền vô xài chứ sao vậy. Ý em nói là nãy là hai ốp sườn với cái cốp với mặt nạ là đủ tiền. Thiệt luôn, bộ áo như là đủ tiền. Em lường. Đó, em lường còn em luôn. Đưa về có con số có dạ quan luôn nha. Chút tháo cái biển số lại. 8990. Rồi báo này là 600 ngàn không bao ship. Chút xíu xem bạn hàng bằng cái máy này nè. Rồi còn mấy mảnh áo coi 110 thì bán xả cho nó hết luôn. Có cặp ốp sườn quá trời đẹp luôn. Bây giờ là trước tiên là cái ốp sườn ở bên tay trái của 110 99 sơn ghim tem ghim ốp sườn còn đẹp nè. Quay này còn nè. Quay này còn luôn nè, nó còn lành lặn hết trơn luôn mà bên phải không à. Rồi, cái này là 400 ngàn ha. Đó. Cái ốp sườn số 10 400. 110 99 tháng 6 99 theo xe. Đó, sơn ghim tem ghim 400 ngàn. Rồi cái ốp 99 số 10. Rồi cho qua. Rồi tiếp theo là cái ốp hai phần ốp sườn của hàng 2000 sơn ghim tem ghim. Sơn còn ghim mà tem còn ghim. Nó sơn ghim mà sơn đẹp luôn, nó cáo chỉ như là giờ lưa xe lên là nhấc nách luôn ha. Bà con dễ gì tìm được cặp ốp sườn này nè. À, chọn cái bình ắc quy mắc teo rồi, cái bình ắc quy đó là miếng lô. Rồi đưa lên luôn đây, nói cho người ta về gắn hay là ta sơn lại làm gì, làm cái miếng cho này là miếng lô rồi. Này miếng này lô, còn hai miếng nó ghim. Lô là mới nè, cái đát đâu phương trời nào, 22, 23 gì đâu á. Rồi cặp ốp sườn này em bán cho bà con là nhanh gọn lẹ luôn, tốc độ, bàn thờ dễ bán lắm. Ốp sườn sơn ghim tem ghim ở bên đây bể ở đây nè, bể ở đây ha, còn nhiêu lành lặn hết. Còn ở đây thì cái quay này còn mà cái quay này là gãy. Còn ở đây thì cái quay này gãy, cái quay chỗ này còn ngoài sao lành lặn. Đó, ốp sườn nè, sơn ghim tem ghim giờ gắn vô là xài thôi, giá 600 ngàn. Rồi phần này cho qua.
rồi đuôi về bắt biển số và có dạ quang luôn, có dạ quang. Cái này 99 theo xe, 150.000 số 13, 99 theo xe. Đó, chúng ta dài ba dán băng keo lại này hoặc là sơn này lại có dạ quang, quan trọng là hai cái quay này còn y. Rồi. Sẽ bán dành cho bà con và dành tem lỡ cho bà con là trùng mã. Dành tem lỡ hôm nay trùng mã là cái mã HT. Thì em có thể là có cái mã HT và có cái mã khác, quan trọng là trùng mã cho bà con thôi. Nếu mà đúng trùng mã sẽ bán cho bà con là 800.000, không trùng mã bên đây là 700.000, câm câm trước sau là 400. Nếu mua lẻ một cái là 200. Bên đây không trùng mã bán lẻ nè, bên đây trùng mã bán cặp. Vậy con trai. Nè, ở bên đây bán dành Thái, không có bán dành Việt, một loại một bán Thái không à. Siam Gucci 1.40 HTS, Siam Gucci 1.20 HTS đó. Trùng mã 800.000. 800.000 rồi cho qua. Đó, ai mua cam bán cam, ai mua ruột bán ruột. Ruột xanh và ruột đỏ. Ruột thì ở đây có cái bao bì màu xanh và bao bì màu đỏ là ruột có IGC. Tại gần Tết nó có thể lên xanh lên đỏ lên vàng vậy, cái vỏ kệ nó làm đẹp kệ đó. Ruột IGC 120.000 một cái. 120. Hai cái 240, ruột IGC Thái Lan xịn về dặn vô cái dành nè. Rồi bên đây là bên đây cũng dành tem lửa nữa, không trùng mã. Đây dành tem lửa không trùng mã, thấy không? Thằng này là AT này, HT nè. SS không trùng mã, vẫn là dành Thái 100%. Rồi cái này không trùng mã 700.000. Thái Lan xịn hết trơn nha. Thì mỗi một cái dành trước khi gửi đi là sẽ xé bịch ra để coi kiểm tra cái mã đó. Xé bịch nha. Rồi dành trước khi giao đi là sẽ xé bịch ra kiểm tra. Rồi sẽ quấn sơ sơ lại giao nha. Bà con đừng có nói sao mà xé bịch nha. Này dành Thái là sẽ xi ngoài xi trong luôn. Chúng ta giờ đừng có sơn lót cái này nha. Em khuyên dùng đừng nên sơn lót màu đỏ vô. Sơn lót màu đỏ vô nó sẽ dễ bị xima chao, dễ bị hư lắm á. Dành Việt Nam mình hay sơn lót, còn dành Thái là nó xi á, đừng có sơn. Rồi bận luôn đây cô, bận luôn đây. Rồi câm này là trước sau là 400, câm Thái Lan xịn. Ai muốn mua bộ 200 nó mua sao mua lẻ bán lẻ. Nó câm rất đẹp vậy đi, bộ 200. Ê, cái đầu lòng ở đây là em có cặp vỏ tem lửa 700.000. Cái hàng quay mẫu thì chúng em sẽ xé bịch ra như nè, còn mình giao bà con là không có xé bịch đó. Rồi tem lửa là trước gai xuôi, sau là gai mãng cầu, trước là IGC lộn, trước là INOC IGC đó. Vẫn sử dụng cái ruột này, ruột xanh ruột đỏ vậy không biết, miễn sao gắn vừa thôi. Tại ruột bán cho bà con quay hoài đó thì bà con cũng coi rồi đó. Ra chỉ rất đẹp. Trước là vỏ Inu nha, Inu Thái Lan, sau vỏ IGC Thái Lan nha. Đúng vỏ tem lửa 100% nha bà con ha. Trước 225. Nè Inu xe IGC nha bà con ha. Rồi vỏ tem lửa 700.000 cặp đây, IGC Magen Thái Lan nha. Đó vô quay rim cúp đồ được hết. Rồi vỏ tem lửa cho qua. Rồi ruột này nó cũng vỏ này cũng à, vỏ IGC này cũng xài ruột này luôn. Đó, 120.000 cái ruột. Ruột IGC Thái Lan xịn. Rồi ruột này cho qua. Và vỏ này nè. Vỏ này là vỏ IGC của Quy Y. Ủa. Này là một cặp vỏ của Kim 105 tháo xe, hôm qua tháo xe có một cặp nè, cặp này chịu 2 vỏ ruột chung. Chịu 2. Hết nè. Hết con dục đâu. Cậu Út đâu có biết. Hôm qua mới dục đuổi đây đâu. Rồi 1.2 cặp vỏ này. Rồi đưa cái đầu lòng lên. Hôm qua thì có tháo cái đầu lòng 99, người ta kêu xe em thì chưa có rửa, xe nguyên gin chắc mọc 100%. Chưa có rửa nhưng mà ông khách cũng kêu là tháo ra chụp hình bích tông được ông lấy. Bây giờ ông im thinh này, thành thử ra là mình đã báo mình là mình chưa có rửa.
nó có nhiêu đó làm hoài đó bỏ đi, để chụp hình ông hồi tối rồi. Đó cái cái này là nước sơn gin gam gin chăm chăm mà còn dạng ôm đó, cái xe mà 99 hôm bữa đầu bò ốc, đầu bò bán ốc ốc Long Đền 400.000 đó, xe nguyên gin. Bây giờ lấy cọng dây lông bẹ hay gì lo bê tông ra nè, bê tông đẹp lắm. Đầu nòng này bán 4.500.000, cái đầu nòng này bán 4.500.000 nha. Thôi không có nổi đâu, vậy cọng dây câu vô dây mạnh mạnh nó gịch ra dễ gì nổi. Đó bình xăng nè, bình xăng với xá xị nè, bây giờ xá xị cho mờ bán xá xị cho mờ nè đó. Mua gì bán đó nghe bà con ha. Đó xá xị cho mờ, dây này cộng dây này còn khá là đẹp luôn, thun này còn mềm luôn ha, rồi cái xá xị này còn trong luôn mà cộng dây bên đây nó bị cứng hơn nè. Ngoài luôn cái gì là rút chút à, rút chút ra đừng có ra ngoài không nè, rút ột ra ngoài thất bại luôn á. Cái này bán 200.000, xá xị cho mờ 99 200.000, lấy bút lông ghi vô 99 200. Bút lông ra đó. Bình co này sẽ xúc lại nè. Chút làm xong bình co này rửa ra 99 rửa ra nè, xúc lại luôn. Rồi phần này tính sao đây, bình co này khá là đẹp mà xe máy nguyên zin, bình co 99 nguyên zin. Rồi cái này chắc mình tìm móc mình đưa lại quá. Bây giờ ai có mua thì 4.500.000 đầu lòng ít tăng đa, zin 100 bao khối. Khối bao trả luôn. Đó, trái đẹp vậy nè, trái KFL đẹp vậy nè, KFL trái đẹp. Trời ơi chưa có gỡ mà ông kia ông kêu tháo ra chụp trái bê tông, thiệt tình nó ngu thiệt tình vậy mà cũng tháo ra nữa, tháo ra giờ gắn lại mới gỡ được không, nước nó vô rồi sao bao. Vậy làm sao mà rửa bao, chơi ngu thiệt tình ngu. Nó đầu lòng nước da vậy đó, rất là đẹp luôn, 4.500.000. Còn cái coi với bình xăng bán riêng nha. Rồi cái này bỏ vô cái bọc nãy lại đi, hết biết báo rồi. Rồi xin chào bà con nha.